solution? Can we find our way back? Way back. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phúc Anh Smart World, và trên tay mình đây đang là Samsung Galaxy A06. Chiếc điện thoại đang có mức giá vào khoảng 3.190.000. Và mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ anh em rằng liệu chiếc điện thoại A06 với 4GB này liệu có chơi được game hay không nhỉ? Đầu tiên, Samsung Galaxy A06 có cấu hình là con chip Helio G85, RAM 4GB và 128GB lưu trữ. Samsung thì có một phiên bản nữa là 6GB RAM. Ngoài ra, anh em còn có thể mở rộng không gian lưu trữ với thẻ nhớ microSD 128GB nha. Với cấu hình là vậy, mình có đang chơi tựa game liên quân mobile ở mức thiết lập max setting thì máy có mức FPS ổn định vào khoảng 56-57 FPS, và khi combat thì vẫn chưa xuất hiện hiện tượng drop gì cả, nhìn chung vẫn khá là ngon trong tầm giá nha. Tiếp đến với tựa game quốc dân một thời PUBG Mobile, mình thiết lập mức đồ họa ở mức mượt và khử răng cưa 2x, máy sẽ chơi ổn. Còn khi cài đặt ở chế độ HDR hay Ultra HDR thì máy này hoàn toàn không lên được rồi nha. Còn với các tựa game offline nhẹ nhàng hơn như đua xe Asphalt 8 thì mượt rồi khỏi cần bàn đúng không nào? Mà nhất là khi chơi những cái tựa game có đồ họa đẹp như này lại cho trải nghiệm ok la hơn, bởi A06 sở hữu màn hình siêu lớn lên tới 6,7 inch. Độ phân giải HD cộng thôi nhưng cho bạn tận hưởng trải nghiệm xem phim nghe nhìn cũng rất đã rồi nhé. Với màn hình tiêu chuẩn có độ sáng vừa phải, khoảng tầm 500 nit như này, mình thấy rằng A06 còn là chiếc điện thoại phù hợp với ông bà bố mẹ, người cần một chiếc điện thoại với màn hình thật to để xem nội dung cho dễ. Chúng ta có thể phóng to cỡ chữ, thu phóng màn hình, bật chế độ bảo vệ mắt cho mắt thoải mái hơn, bật chế độ đơn giản cho ông bà bố mẹ để sử dụng dễ dàng điện thoại hơn rồi đúng không nào? Ngoài những tính năng trên thì A06 còn là thiết bị đáp ứng tốt cho nhu cầu học tập làm việc, khi các bạn học sinh, sinh viên có thể sử dụng các ứng dụng làm việc như tổ hợp Google Tài liệu, Trang tính, Trình chiếu hay họp nhóm ở trên Google Meet và Skype đều khá là ổn nha. Với camera trước hình giọt nước có độ phân giải là 8MP và cụm camera sau gồm camera chính 50MP và camera cảm biến chiều sâu 2MP thì vẫn đáp ứng được để mình sử dụng chụp ảnh cơ bản và học online ổn định thôi nha các bạn. Bàn đến thời lượng pin sử dụng, Galaxy A06 vẫn giữ phong độ bền bỉ của dòng A-series khi viên pin trên A06 vẫn đạt 5000mAh, ta vẫn sẽ được cung cấp sạc nhanh 25W với chuẩn sạc Type-C tiêu chuẩn hiện nay. Lưu ý rằng trong hộp đi kèm chúng ta vẫn chỉ được tặng kèm dây sạc thôi, và đây cũng chỉ là dây sạc nhanh thôi chứ không phải là dây sạc siêu nhanh BBF nha. Samsung thì có hỗ trợ tới 2 lần nâng cấp hệ điều hành mới cùng 4 năm duy trì bảo mật trên Galaxy A06 để bạn yên tâm rằng Samsung luôn cập nhật và hỗ trợ người dùng trong thời gian dài nha. Cuối cùng, với thiết kế, Samsung Galaxy A06 sở hữu thiết kế thanh mảnh đầy tinh tế với các lựa chọn màu sắc gồm đen tuyền, xanh băng và xanh ngọc. Trên tay mình hôm nay là màu xanh băng, một cái màu sắc khá là tự nhiên, tươi trẻ, phù hợp cho mọi giới tính, mọi độ tuổi. Màu xanh băng này thì được bao phủ toàn bộ bởi thiết kế từ khung viền nhựa trơn bo tròn toàn điện thoại cho đến mặt lưng với họa tiết nhám giúp không bám vân tay mà vẫn toát lên cái sự xinh lung linh của sản phẩm. Mình thích nhất ở trên thiết kế này là ở đoạn hơi vát ở hai điểm này để khi chơi game thì mình có điểm tựa và sẽ không bị trượt. Tuy nhiên, ở đoạn viền này cầm thì sẽ hơi cấn tay một chút nên là khi chúng ta chơi game lâu thì nó sẽ hơi sắc và đau tay nha. Ở trên thân máy, ở viền phải thì sẽ là nút nguồn có tích hợp cảm biến vân tay, là cải tiến lớn giúp an toàn và tiện lợi hơn nhiều so với phiên bản A05 tiền nhiệm. Bên cạnh đó vẫn là tổ hợp phím tăng giảm âm lượng quen thuộc. Còn ở bên viền trái, chúng ta sẽ có khe cắm SIM và thẻ nhớ microSD. Máy thì có hỗ trợ 2 SIM nano nha, và thẻ nhớ microSD thì sẽ có dung lượng tối đa là 128GB. Và cuối cùng, ở cạnh viền dưới, chúng ta sẽ có rắc cắm tai nghe 3.5, cổng Type-C để truyền phát dữ liệu và sạc 25W, cùng với đó là một cái khe đây là loa nha. Và trên đây là phần đánh giá của mình về Galaxy A06. Với mình, đây là một sản phẩm phù hợp với đại đa số người dùng, nhất là những bạn học sinh, sinh viên cần một chiếc máy để có thể chơi game ở phân khúc giá tốt, hay là những bậc phụ huynh lớn tuổi, ông bà cần một chiếc máy với màn hình thật là lớn, thời lượng pin thật lâu để sử dụng hàng ngày. Vậy bạn thấy sao về sản phẩm này? Hãy comment phía dưới cho chúng mình biết nhé. Và đừng quên like, share, ủng hộ chúng mình nha. Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.